Võ Thần Chúa Tể chương 5673, xem ngươi chuyện tốt. Ninh Mộc Giao biết rõ, có ngũ nhạc minh đế tam đại tứ cực đại đế tại, dù là bọn hắn có chết nhiều tử linh đi nữa, cũng căn bản không cách nào tử thủ xuống. Kế sách hiện nay, chỉ có thể trước trút lui ở đây. Lui. Kèm theo từng đạo thanh âm tức giận vang lên, trong hư không rất nhiều tử linh nhau nhau lui, từng cái giống như bầy cá đồng dạng, cấp tốc hướng về tử linh quốc độ chỗ sâu lao đi muốn đi. Lưu lại. Ngũ nhạc minh đế, thập điện diêm đế hai người ánh mắt dữ tợn, căn bản không có mảy may do dự, liền tiến tới một bước. Đại thủ nhô ra, hướng về phía cái kia ninh mộc dao ngang tàn vồ bắt mà đi. Niềm vui ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn là tới này tử linh quốc độ, chỉ là muốn bắt giữ tần trần, tra hỏi ra tần trần cùng u minh đại đế ở giữa hết thảy, từ tần trần trên thân nhận được nghịch sát thần đế truyền thừa cùng bí mật, đồng thời cẩn thận điều tra một chút cái này tử linh quốc độ mà thôi. Nhưng mà ai biết, ở đây vẫn còn có có thế trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên tại. Trong nháy mắt, hai người đối với cái này tử linh quốc độ hiếu kỳ thậm chí đều vượt qua cả tầng trần trên thân. Lấy hai người bọn hắn hôm nay tu vi, nếu là có thể nhận được đạo này trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên, nói không chừng liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn, trở thành minh giới độc nhất vô nhị cường giả. Ai mà không muốn cầm? Trong lúc nhất thời, nguyên bản tất cả mưu đồ tại thời khắc này tất cả đều ném ra sau đầu. Hai người hôm nay trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là bắt giữ Ninh Mộc dao, nhận được cái kia một đạo tử linh trường hạ bản nguyên. Vết. Âm âm. Năm tòa nguyên Nga Sơn Phong trong nháy mắt hiện lên tử linh quốc độ phía chân trời, cái này năm tòa Sơn Phong nguyên Nga mênh mông. Toàn thân đen như mực, mỗi một tòa Sơn Phong đều thẳng nhập trời cao, năm tòa Sơn Phong tổ hợp lại với nhau, liền như là một con bàn tay khổng lồ, u u vồ bắt hướng ninh mộc dao mà đi. Không thể địch nổi. Cái này năm tòa sơn phong chính là ngũ nhạc minh đế bản mệnh chí bảo, lúc này che đậy xuống, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể đem hắn ngăn cản, giống như như vào chỗ không người. Không đợi nó rơi xuống, tại này năm tòa sơn phong bên cạnh một tòa khoáng đạt đen như mực cung điện đồng thời nổi lên, cùng cùng diêm la khí tức phun trào, cái này một tòa cung điện vô cùng nguy nga, tổng cộng có 9 tầng. Đang xoay tròn bên trong cấp tốc biến lớn, giống như từ thái cổ bên trong bay lượng ra minh vương cung điện, trực tiếp đụng vào ngũ nhạc minh đế thả ra ngũ nhạc chí bảo phía trên. Oanh két. Hai tòa đỉnh cấp chí bảo va chạm, lập tức phát ra chói tai tiếng oanh minh, bao phủ đi ra ngoài khí tức khủng bố đem bốn phía vây quanh mà đến minh giới đại đế nhau nhau đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt khó coi, hô hấp khó khăn. Rất nhiều đại đế bây giờ đã hiểu được, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế hiển nhiên là đều nhìn trúng nơi này Trường Hà bản nguyên. Một khi để bọn hắn bắt giữ nữ tử kia, bọn hắn những cái khác Minh giới đại đế lại nghĩ nhận được Trường Hà bản nguyên nhất định sẽ khó như lên trời. Nhưng dù là biết như thế, trong lòng bọn họ cũng căn bản không muốn từ bỏ. Từng cái lơ lửng cách đó không xa, gắt gao nhìn chầm chầm chiến trường, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà đồng. Trước kia Ngũ Nhạc Minh Đế, thập điện Diêm Đế. U Minh Đại Đế bọn hắn mặc dù có thể trở thành tứ cực Đại Đế, cũng không phải là bọn hắn có bao nhiêu ngưu bức, cường đại cỡ nào, mà là tại lần lượt trèn luyện bên trong, bọn hắn đều tranh đoạt đến thuộc về mình minh giới đỉnh cấp chí bảo. Như cái kia thập minh vương điện, như cái kia hoàng tuyền hà. Nếu bọn họ trước kia không có bắt được những thứ này đỉnh cấp chí bảo, hôm nay ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế bọn hắn mặc dù tu vi cũng vẫn như cũ kinh khủng, nhưng tuyệt sẽ không đạt đến xa xa bao trùm bọn hắn trên tình cảnh bây giờ cái này tử linh trường hà bản nguyên là hoàn toàn không kém hoàn tuyền hài những vật này chí bảo đối mặt cái này một vòng mới cơ duyên bọn hắn ai mà không muốn hư hai người lạnh trên một tiếng khí tức càng kinh khủng cường thế rầm 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 chỉ thấy kinh người oanh minh vang vọng trong hư không ngũ nhạc sơn phong cùng thập minh vương điện đụng chạm kịch liệt lẫn nhau nghiền ép xuống, khí tức kinh khủng bao phủ lại phía dưới ninh mộc dao, ai cũng không muốn nhượng bộ. a, à, tại cổ uy áp này ở dưới rất nhiều tử linh, từng cái kêu thảm, không ngừng bốc cháy lên, hóa thành bụi phấn vẫn diệt, mà ninh mộc giao thân hình cũng giống là bị giam lại, không thể động đậy. giao công chúa, cái kia khôi ngô tử linh nhóm cường giả thấy thế, kinh sợ gào thét, từng cái nhau nhau liền muốn trùng sát đi lên, thay nàng ngăn cản các ngươi đừng tới đây tất cả đều lui ra phía sau ninh mộc giao tức giận nói đồng thời gian khổ ngăn cản trên đỉnh đầu uy áp kinh khủng ở đây giao cho ta có thế ngươi rất nhiều tử linh lòng nóng như lửa đốt ta để các ngươi lui đều không nghe được sao lấy các ngươi tu vi lưu lại cũng là chịu chết còn không mau đi ninh mộc giao ánh mắt băng lãnh một cổ vô hình khí tức kẻ bề trên tràn ngập làm cho khôi ngô tử linh bọn người trong lòng bỗng nhiên run rẩy dạ khôi ngô tử linh nhóm cường giả khóe mắt trưng trưng nhiều năm dưỡng thành uy áp để khôi ngô tử linh mấy người đối với ninh mộc giao căn bản không dám ngổ nghịch từng cái nín nước mắt quay người trong lòng đau đớn đi đi a à. khôi ngô tử linh nhóm cường giả hướng về phía khác tử linh thê lương gào thét thân hình nhau nhau nhanh lùi lại rời xa nơi đây. Bây giờ, trong lòng bọn họ đều thống hận chính mình, từng cái khóe mắt rưng rưng, hận tại sao mình như vậy không cần, đối mặt cường địch như thế, càng là chỉ có thể để giao công chúa một người tới khiên. Trong chốc lát, rất nhiều tử linh nhau nhau trốn vào tử linh quốc độ chỗ sâu, biến mất không còn một mảnh. Hừ! Nhìn thấy những thứ này chạy trốn tử linh, ngũ nhạc minh đế nhóm minh giới đại đế lạnh trên một tiếng, nhưng lại không ra tay ngăn cản trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên, bắt giữ trước mắt ninh mộc dao mới là mấu chốt, đến nổi những thứ khác tử linh, căn bản không có ý nghĩa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng có lại làm phản kháng vô vị. Chỉ cần ngươi chịu thua đầu hàng, nói rõ chân tướng, đi nương nhờ chúng ta, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng. Ngũ nhạc minh đế, thập điện diêm đế đều là lạnh lùng nói. Ninh mộc dao đôi mắt lạnh như băng nói, nghĩ bắt giữ ta, tự xem các ngươi có hay không cái bản lĩnh này. Nàng ngẩng đầu nhìn trấn áp xuống ngũ nhạc sơn phong cùng thập minh vương điện. Lạnh giọng nói, tử linh sát trận, khải. Rầm rầm rầm. Toàn bộ tử linh quốc độ bầu trời, từng đạo đáng sợ tử linh khí tức hiện lên, những thứ này tử linh khí tức điên cuồng lưu chuyển, cấp tốc hóa thành một tòa cổ sư sát trận, trong nháy mắt trấn áp xuống. Oanh! Tử linh sát trận cùng ngũ nhạc sơn phong và thập minh vương điện đụng vào nhau, lập tức bạo phát đi ra kinh người oanh minh, ngũ nhạc sơn phong cùng thập minh vương điện rung lẫy bẫy. Ân, Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế nhướng mày, bây giờ bọn hắn cảm giác được, bốn phía toàn bộ tử linh quốc độ tử khí đều giống như bị dẫn động. Vô số tử khí bao phủ xuống, lực lượng cường đại kia, liền xem như hai người bọn họ, cũng đều cảm nhận được một tia áp lực. Bốn phía vô số hư không, trong khoảnh khắc bị cổ này tử linh sát trận cắt chém ra từng đạo khe. Thậm chí có hai tôn minh giới đại đế áp sát quá gần, né tránh không kịp, bị cái kia tử linh sát trận chạm tới sau đó, tại chỗ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành vô tận minh khí dung nhập đại trận này bên trong. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Cái khác minh giới đại đế thấy thế, từng cái sắc mặt sợ hãi, vội vàng nhau nhau lui lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, cái kia tử linh sát trận biến thành sát ý càng là cấp tốc bọc lại ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế phốc 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 ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế trên thân càng là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết máu toát ra nhìn thấy mà giật mình vết thương t thấy cảnh này rất nhiều minh giới đại đế đều hít một hơi lãnh khí cuối cùng là cái gì đại trận mà ngay cả ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đều bị thương đổi lại là bọn hắn đi lên chẳng phải là sớm đã bị cái này sát trận cho giảo sát thành mảnh vụn. Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế cảm thụ được không ngừng giảo sát thân thể bọn họ tử linh sát ý. Nhíu mày, đồng thời lạnh trên một tiếng, hừ, có ý tứ, nghĩ không ra bên trong tử linh trong quốc độ lại còn có lực lượng có thể thương tổn được chúng ta. Đang nói chuyện đồng thời, hai người thân thể đồng thời chấn động, một cổ hậu kỳ đỉnh phong cấp đại đế khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra, càng là đem cái kia tử linh sát ý từng chút một bài xích ra tới. Chung quanh khác đại đế thấy cảnh này, từng cái con ngươi co vào, lúc trước cái kia để lộ ra tử linh sát ý cực kỳ khủng bố, đổi lại bọn họ sợ là căn bản khó mà ngăn cản, có thể ngủ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế trong chốc lát liền ổn định khí tức. Chặn lại cái kia tử linh sát ý. Loại thủ đoạn này, liền xem như bọn hắn liều mạng cũng không cách nào làm đến. Đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi mà lúc này ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đã thời gian dần qua mất kiên trì hai người điều khiển tự thân chí bảo đồng thời trấn áp xuống đột ngột một tiếng ầm vang một đạo mênh mông đen nhánh trường hà từ trong hư không phút chốc xuất hiện chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở ngũ nhạc sơn phong cùng thập minh vương điện một bên trong tiếng nổ vang đang kịch liệt hung hăng đụng vào hai người thao túng chí bảo phía trên đầu này trường hà Nguyên Nga vô biên, mênh mông bành trướng, một cái đụng này phía dưới, càng là đem hai đại chí bảo đụng kịch liệt đung đưa. Hoàng Tuyền Hà Rất nhiều đại đế đều chấn kinh mở miệng, trước mắt cái này đen như mực trường Hà không đặc biệt, chính là U Minh đại đế trưởng khống Hoàng Tuyền Hà. Ngũ nhạc Minh đế cùng thập điện diêm đế bỗng nhiên nhìn về phía U Minh đại đế, tức giận nói, U Minh, ngươi làm cái gì vậy? Cái gì là làm cái gì? U Minh đại đế cười lạnh một tiếng hai tên gia hỏa các ngươi tâm tư đừng tưởng rằng bản đế không biết, đơn giản là muốn nhận được cái này tử linh quốc độ trường hà bản nguyên. Mà trường hà bản nguyên bực này chỉ bảo hai người các ngươi có thể cướp đoạt, bản tọa vì cái gì không thể. Coi như như thế nào đi nữa, tử linh trường hà bản nguyên bảo vật như vậy, cũng đều không thể rơi vào ngươi cái này cùng thâm uyên nhất tộc cấu kết gia hỏa trên thân. U Minh Đại Đế cười lạnh liên tục, thôi động hoàng tuyền hà điên cuồng va chạm hai người thi triển chí bảo kịch liệt trong nổ vang liền nghe được trăng trắc một tiếng nguyên bản bị ngũ nhạc sơn phong cùng thập minh vương điện cầm cố lại hư không tại hoàng tuyền hà va chạm phía dưới phút chốc xuất hiện một cái khe bị xé nứt ra đa tạ độn ninh mộc dao mừng rỡ trong lòng liền níu ở cơ hội trong nháy mắt này cả người càng là phút chốc dung nhập vào toàn bộ tử linh quốc độ bên trong hư không đáng chết lưu lại ngũ nhạc minh đế kinh sợ lên tiếng đại thủ bỗng nhiên nhô ra. Quanh một tiếng, hư không nát bấy, nguyên bản ninh mộc dao chỗ đứng lúc trước phút chốc hóa thành bột mịn, có thể ninh mộc dao cả người nhưng là đã biến mất không còn tâm tích, không thấy dấu vết. Ngươi làm chuyện tốt. Ngũ nhạc minh đế phẫn nộ nhìn u minh đại đế, có sát nhân chi tâm phun trào. Bạn đang nghe truyện tại tán tu. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ.